nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2021. Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 muôn năm. Chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thực sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện An Bình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin như sau. An Bình xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 lần thứ 2 trong cộng đồng. Nông dân ấp Minh Cơ và ấp Hồng Hiển, xã Nhân Khánh Đông được mùa bí đỏ. Sau cùng mời quý vị và các bạn nghe bài Học Bác về tập trung nhân tài để phát triển đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, huyện An Minh tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng, kịp thời phát hiện người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR, nhanh chóng tầm soát trường hợp F0 đưa ra khỏi cộng đồng. Đây là giải pháp để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lây lan trên địa bàn huyện An Minh. Vào sáng ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện An Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn thứ 11. Đây là đợt lấy mẫu lần thứ 2 đối với 17.433 người, đạt tỷ lệ 15% dân số theo quy định. Đối tượng lấy mẫu tập trung vào những người đang sinh sống tại một số khu vực nhà trọ, các xóm trọ tập trung nhiều công nhân, khu vực xung quanh bệnh viện, một số chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng, các cơ sở dịch vụ karaoke, cắt tóc, quán ăn đông người, nhân viên bán hàng ở cây xăng, một số cơ quan có giao dịch nhiều với người dân và các đối tượng có nguy cơ khác. Kết quả xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đợt 1 vào ngày 21 tháng 8 năm 2021 bằng phương pháp RT-PCR 100% đều cho kết quả âm tính. Theo kế hoạch, vào ngày 4 tháng 9 năm 2021 tới sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đợt 3. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, bí đỏ được xem là cây trồng ngắn ngày mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân tại các ấp ven biển thuộc xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh. Người dân nơi đây đã sử dụng phần đất trống bờ bao vuông tôm để trồng bí đỏ nhằm tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Mô hình phát triển kinh tế chủ lực của xã Vân Khánh Đông là sản xuất một vụ tôm, một vụ lúa. Tuy nhiên, để góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập kinh tế gia đình, nhiều hộ dân thuộc địa bàn ấp Minh Cơ và ấp Ngọc Hiển, xã Vân Khánh Đông đã tận dụng mỗi hộ từ 500m2 đến 2000m2 diện tích đất trống từ bờ bao vuông tôm để trồng bí đỏ. Mùa bí đỏ năm nay gặp nhiều thuận lợi do năng suất cao và giá bán cao hơn gấp 2 lần so với năm trước. Bí đỏ sau hơn 3 tháng gieo trồng với điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với chịu khó trong khâu chăm sóc và đầu tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật, bí sẽ cho thu hoạch. Nông dân hai ấp Minh Cơ và ấp Ngọc Hiển, xã Vân Khánh Đông phấn khởi vì mùa bí đỏ năm nay cho năng suất cao, lại bán được giá. Với tổng diện tích đất trồng khoảng 10 hectare, vụ bí đỏ năm nay cho năng suất bình quân khoảng 20 tấn trên 1 hectare, giá bán trung bình từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, bình quân cho thu nhập từ 140 đến 180 triệu đồng trên 1 hectare, trừ chi phí lợi nhuận còn khoảng 100 triệu đồng trên 1 hectare. Anh Trần Văn Trang, ngụ ấp Ngọc Hiển, xã Vân Khánh Đông phấn khởi cho biết, gia đình anh đã tận dụng đất trên bờ bao vuông tôm trồng bí đỏ được 8 năm. Vụ bí đỏ năm nay, gia đình anh xuống giống được 1.500m2 với khoảng 1.500 dây bí. Giống bí anh trồng là giống Trang Nông, năng suất thu hoạch được khoảng 2,7 tấn. Giá bán bình quân từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng trên 1 kg tùy vào từng loại. Trừ chi phí, gia đình anh thu lợi nhuận được trên 16 triệu đồng. Trong khi cùng thời điểm này năm trước, giá bán từ 4 đến 5.000 đồng trên 1 kg. Anh Trang còn chia sẻ thêm, thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn. Vào lúc bí đang cần nước cho trái thì lượng mưa đủ để cung cấp cho bí đậu trái.
cùng với đó là chịu khó công chăm sóc nên bí cho trái đẹp và chất lượng hơn. Năm nay bí đỏ vào mùa thu hoạch trong điều kiện đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Mặc dù vậy, nhưng với tinh thần đảm bảo hoạt động năng suất, tiêu thụ nông sản được diễn ra thuận lợi, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân, chính quyền xã Vân Khánh Đông đã tạo điều kiện cho thương lái thu mua và tiêu thụ bí đỏ cho người dân trên địa bàn, nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Trần Văn Đô, bí thư chi bộ, trưởng ấp Ngọc Hiển, xã Vân Khánh Đông cho biết. Đối góc độ địa phương thì có tạo điều kiện cho thương lái đến thu mua bí đỏ của ấp thì đối với nông dân thì cùng thương lái đi ngang chốt phải thực hiện các cái biện pháp là phòng chống dịch, trong đó là cái thương lái phải xét nghiệm được âm tính, còn các cái người dân cũng như là thương lái phải thực hiện cái 5K theo khuyến cáo Bộ Y tế. Có thể thấy hiện tại nhiều hộ nông dân hai ấp Ngọc Hiển và ấp Minh Cơ, xã Vân Khánh Đông được mùa bí đỏ đã giúp họ cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định kinh tế gia đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung phần tin.